Có những thời điểm mình sở hữu kha khá body máy ảnh, nâng cấp từ crop lên full frame cũng là những cái thắc mắc và phân vân mà rất nhiều anh em đã từng ít nhất một lần từng thắc mắc trong cái việc mua máy ảnh, đúng không? Cá nhân mình thì mình sử dụng crop và full frame cho từng dự án khác nhau. Có khi chỉ cần crop chúng ta có thể hoàn thành được dự án và khách hàng cũng hài lòng với chất lượng video mà chúng ta edit. Xin chào các bạn, mình là LMB đây. Lại được gặp lại các bạn trong video lần này. Trong video lần này mình sẽ so sánh hai con máy ảnh full frame có một số thông số khá là giống nhau, đó là Sony A7 Mark 3 và A7 Mark 2. Cả hai đều có chân cắm mic và có số megapixel cùng với cảm biến có kích cỡ tương đương nhau. Và một số điểm khác biệt khổng lồ thì mình sẽ chỉ ra sau trong video này. Khác biệt khổng lồ giữa hai chiếc máy full frame đình đám một thời này chính là giá. Sony A7II qua sử dụng có mức giá dao động từ khoảng 15 cho đến 18 triệu tùy thuộc vào cái ngoại hình của máy và cái số sót. Trong khi A7III có mức giá dao động từ 32 cho đến 36 triệu. Giá của con A73 quả thật là nó gấp đôi so với A72. Tuy nhiên khi mình so sánh những cái cặp ảnh chụp của hai con máy này trên cùng một khung hình mà mình vừa mới thực hiện thì mình cảm thấy nó có một sự bất ngờ. Và như mọi lần mình sẽ đưa ảnh chụp từ hai con máy này cùng một lens trên cùng một khung hình và mình sẽ zoom vào để đánh giá xem body nào có chất lượng nét hơn nhé. Nhưng mà kết quả thì các bạn chờ xem, khá là bất ngờ đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng so sánh về mặt ngoại hình trước nhé. Quả thật thì nếu nhìn từ xa hai chiếc máy này thì chúng ta khó mà phân biệt được bởi vì có cái kích thước khá là tương đồng so với nhau. Với riêng A73 thì như các bạn nhìn thấy trên khung hình này nhé, thì nó cao hơn so với A72 khoảng 14mm. Rất có thể thiết kế thay đổi nhỏ này cao hơn 14mm khiến cho A73 nó nặng hơn A72 khoảng 50g. Nhưng đối với mình 50g, cái cảm quan của mình không thể nào phân biệt được 50g. Cả hai máy khi mà cầm vào ấy cho cảm giác rất là chắc tay và chuyên nghiệp. Yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm thứ hai đó chính là pin. Và cái đây là một yếu tố mình nghĩ khá là quan trọng. Sony A72 trang bị chiếc pin NP-FW50 có dung lượng khoảng 1.100 cho đến 1.300 tùy vào hãng pin. Và Sony A72 này nó trang bị viên pin dùng chung với các máy Sony crop như A6000 hoặc là A6100, A6300, A6000XXX. Nó sử dụng chung pin với các body máy Sony crop. Thế cho nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng body A72 cùng với một máy Sony crop dùng chung pin. Đây là một điểm khá là thuận tiện khi chúng ta cầm ra ngoài. Với trải nghiệm cá nhân của mình với cái pin FW50 khá là nhỏ nhắn này thì với nhu cầu chụp ảnh du lịch thông thường với cường độ thấp thì bạn có thể cầm cái pin này đi, kể cả máy A72 này, A6300, A6500 mình sử dụng khá là nhiều đấy, thì cái pin này nó có thể sử dụng để chụp nhu cầu gọi là giải trí. Tuy nhiên nhé, nếu mà các bạn làm dịch vụ, các bạn chụp đám cưới, sự kiện hoặc là nhất là quay phim trong một ngày dài thì mình nghĩ cái việc mua thêm pin là cái việc bắt buộc, là chúng ta phải mua thêm pin để mà sử dụng cho job của mình. FW50 nó khá là rẻ, giá của nó khá là mềm nên chúng ta có thể mua 3, 4, 5 viên gì đấy để phục vụ cho job của mình. Khác với Sony A72, A73 trang bị viên pin cải tiến. Đây, kích thước của nó to hơn hẳn, đúng không? Viên pin NP-FZ100 nó to hơn gần như gấp đôi và dĩ nhiên dung lượng của nó gấp đôi mà. Do cải tiến hơn với công nghệ tốt hơn với một dung lượng khủng hơn cho nên viên pin của A73 này nó sử dụng trong một khoảng thời gian khá là lâu. Chụp trong điều kiện bình thường bạn có thể chụp tẹt ga, còn đi làm sự kiện thì các bạn có thể mua thêm vài viên nữa nhé. Nhưng mà cái dung lượng của nó lớn hơn so với viên pin FW50 này đáng kể. Cả hai máy đều có công nghệ NFC. Sony A73 thì có Bluetooth, Sony A72 thì không. Không biết với các bạn như thế nào nhưng với cái Bluetooth ở trong máy thì mình không sử dụng nhiều lắm. Cả hai máy đều có wifi và dĩ nhiên chân mic để chúng ta thu âm trong các cái job liên quan đến là họp hoặc là phỏng vấn cưới với một cái mic rời, các bạn đều hoàn toàn có thể gắn mic rời lên body của máy. Sony A72 chỉ trang bị một khe thẻ nhớ, trong khi đối với Sony A73 thì nó trang bị tới hai khe thẻ nhớ, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng đồng thời hai thẻ nhớ trên một body. Nó khá là thuận tiện cho các bạn làm job với những cái công việc liên quan đến chụp những cái khoảnh khắc, ví dụ như đám cưới, hội họp. Với hai cái thẻ nhớ chúng ta sẽ giảm thiểu cái nguy cơ là một trong hai thẻ nhớ bị hỏng, thì những cái ảnh chụp, những cái tư liệu rất là quý giá, những cái khoảnh khắc không thể nào ghi lại được, nó sẽ không bị mất trên cái thẻ bị hỏng đó mà nó có thể sao lưu được trên cả hai thẻ. Đồng thời với những cái job mà chúng ta chạy cả ngày mà cái thời gian thay thẻ không có ấy, sẽ có một lợi thế là khi nó đầy thẻ này chúng ta có thể sử dụng cái thẻ tiếp theo để mà thực hiện tiếp công việc của mình. Tuy nhiên các bạn không phải quá lo lắng khi sử dụng Audi A72 hoặc những cái máy mà nó có một khe thẻ nhớ nhé. Việc cần làm của chúng ta chỉ cần nâng cấp một cái thẻ nhớ với dung lượng lớn hơn, ví dụ như là 128GB chẳng hạn, thì với 128GB chúng ta có thể sử dụng trong rất là lâu, chúng ta không cần thiết phải thay thẻ nhớ. Cá nhân mình sử dụng những cái thẻ nhớ SanDisk hoặc là Lesa ở phân cấp nó cao hơn một chút ấy, thì cái hiện tượng break hoặc cái hiện tượng hỏng thẻ nhớ, lỗi thẻ nhớ nó xảy ra rất là hiếm, hầu như mình chưa gặp bao giờ. Cho nên khi chọn những cái thẻ nhớ xịn với dung lượng cao thì chúng ta hoàn toàn có thể an tâm khi mà sử dụng một thẻ
Cả hai máy thì nó đều mang hệ màu S-Log để chỉnh màu chuyên nghiệp hơn trong video. Nó là một dạng file RAW của video ấy. Tuy nhiên A72 nó mới chỉ trang bị đến S-Log 2. A73 thì nó đã có tới S-Log 3 rồi. Để mà các bạn không phải lăn tăn trong cái việc lựa chọn máy ấy, là mình có thể chỉ ra luôn đó chính là quay video. Dù là hai máy nó có kích thước cảm biến như nhau nhé, công nghệ của A73 thì nó cho chúng ta ghi 4K 30fps, 4K 25 và 4K 24fps, trong khi A72 mới chỉ dừng lại ở Full HD tối đa là 60fps. Đây là video Full HD 24fps từ Sony A72 nhé. Đây là chất lượng video từ Sony A72 24fps. Đây là video test từ Sony A73 4K 24fps. Đây là video test từ Sony A73 4K 24fps. Với cái 60fps từ A72, chúng ta hoàn toàn có thể làm những cái video slow motion nhẹ nhẹ, giảm được 2,5 lần tốc độ. Tuy nhiên với A73 thì nó là một cái sự khác biệt khổng lồ. Nó quay được tới 120fps slow motion 5 lần. Vừa rồi là những cái đoạn test video từ hai máy, chỉ xem một vài giây thôi. Để chọn máy chuyên để quay video thì A73 vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Cả hai máy đều có màn hình lật. Màn hình chỉ lật tối đa được lên 90 độ như thế này thôi nhá, chứ nó không thể nào lật hẳn được 180 độ để làm vlog giống như Sony A7C hoặc là Sony A7S3. Thế cho nên nếu các bạn muốn sử dụng các máy để làm vlog thì mình nghĩ các bạn nên ưu tiên những máy như A6400 là con máy mình đang quay vlog này, hoặc là A6600, A7C hoặc là A7S3 nhá. Nhưng nếu bạn vẫn muốn sử dụng những body A72 hoặc A73 để làm vlog thì các bạn nên sử dụng một monitor rời nhá. Có một điều mà suýt nữa mình quên, A73 thì nó có màn hình cảm ứng nhá, để chọn điểm lấy nét, trong khi A72 thì không có màn hình cảm ứng. Cả hai body máy đều có khả năng chống rung nhá. Trang bị khả năng chống rung sẽ rất là tiện lợi cho chúng ta khi quay bằng tay handheld nhá. Và khi chụp ảnh nó cũng giúp chúng ta tăng được thêm tốc độ màn chập để chụp trong những điều kiện thiếu sáng một chút. Về tốc độ lấy nét và bắt nét khi chụp, quả thật A73 nó có nhiều điểm lấy nét hơn so với A72. A73 nó trang bị tới 693 điểm lấy nét và nó là công nghệ mới. Công nghệ bắt nét của nó rất là nhanh. Khi quay video thì nó cũng bắt nét focus nhanh hơn hẳn. Đây là một ví dụ. Tuy nhiên với chụp hình, chúng ta hay chụp mẫu ở trung tâm, chụp nhóm thì thường đặt khẩu lớn với giải nét rộng, cho nên khi chụp ảnh với cá nhân thì mình thấy A72 chụp khác biệt không quá nhiều so với A73 nhé. Sony A72 chụp được 5 ảnh trên giây. Đây nha, mình sẽ đưa nó lại gần cái mic này. Bạn hoàn toàn có thể bắt được những khoảnh khắc đơn giản như là té nước, chụp ảnh té nước này, chụp ảnh tung váy cô dâu. Những khoảnh khắc đơn giản này các bạn hoàn toàn có thể bắt được nhé, với 5 ảnh trên giây. A72 thì là như vậy, nhưng mà so với A73 thì nó không thể nào bằng được. A73 có thể chụp được 10 tấm trên giây, bắn liên thanh luôn. Với 10 shot trên giây này, các bạn chụp ảnh thể thao, bóng đá thì cái lượng khoảnh khắc của bạn bắt được chỉ bằng 50% so với A73, bởi vì nó chụp được rất nhiều ảnh. Bạn sẽ có rất nhiều option để lựa chọn từ những tấm ảnh đấy nhá. Với những khoảnh khắc quan trọng hơn không thể nào lấy lại được, ví dụ như kiểu chụp cưới hoặc là chụp hội nghị gì đấy, thì bạn không thể nào bảo cô dâu là anh chị rước dâu lại để cho em chụp ảnh đúng không? Thì với A73 này chụp được 10 tấm trên giây, bạn có rất nhiều option, khoảnh khắc đẹp bạn sẽ bắt lại được nhiều hơn so với A72. Và bây giờ mình sẽ so sánh từng cặp ảnh chụp mà mình chụp bằng hai máy Sony A7 Mark 2 và A7 Mark 3 này nhá. Bằng chiếc lens Zeiss FR 2470 f4, mình sẽ chụp trên cùng một khung, cùng một thông số, cùng một ISO, và mình sẽ so sánh từng cặp ảnh chụp để xem chất lượng của máy nào sẽ nét hơn nhá. Ở màu ảnh Sony A7 Mark 2 bên trái, bạn có thể thấy là màu nhiệt độ màu của nó màu vàng hơn, bởi vì mình để auto white balance. Như các bạn có thể xem qua thì chi tiết của hai ảnh khá là tương đương. Nếu mà zoom lại kích thước cũ nhìn qua như thế này thì khó mà có thể phân biệt được ảnh nào từ máy nào. Hai chiếc máy này có độ nét khá là tương đồng với nhau. Mình sẽ zoom lại gần hơn nhá. Đây các chi tiết giữ lại rất nhiều. Đây là ISO 500 nhá. ISO 500 mà độ nét cũng khá là cao. Ảnh này chụp bằng JPEG, mình sẽ xem một số chi tiết ở chữ. Vì đây là zoom vào tiêu cự 50mm khẩu 4, cho nên là đằng sau chi tiết hay là xóa phông sau thì mình thấy nó khá là tương đương. Quả thật khó mà phân biệt được. Ở cặp ảnh thứ hai, thử xem mà chi tiết khi zoom vào ở trung tâm ảnh này. Ở đây thì bên phải đây đang là A7 Mark 2, bên trái A7 Mark 3. Bạn thấy màu sắc ở bên này, bên phải của A7 Mark 2 vẫn đang ấm hơn do cái white balance. Các bạn có thể thấy chi tiết thể hiện như nhau ở trung tâm ảnh rất là nét. Đây
với một ISO 400 mà chi tiết đó vẫn còn đang sắc nét như vậy. Có thể đọc rõ được những cái chữ của những cái tem rất là nhỏ. Xóa phông, về độ xóa phông thì hai lens xóa phông như nhau nhé. Ở phía background này mờ mịt này. Mặc dù mới zoom lên 50mm đấy, nhưng mà các bạn có thể thấy máy full frame ấy, nó xóa phông mạnh hơn so với crop rất là nhiều. Thế nên là khi chụp ảnh mà chọn A72 thì chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng 15 đến 20 triệu. Nếu mà chỉ để chụp ảnh, các bạn có thể thấy đúng không? Độ nét của nó rất là tương đồng. Mình sẽ thử zoom vào 200% để xem độ nét của nó thể hiện như thế nào. Ở đây chúng ta bắt đầu thấy được sự khác biệt rõ ràng hơn. Ở Sony A7 Mark III, ở đây các bạn có thể thấy cái chữ ạt này, Sigma ạt đúng không? Nó có nhòe đi một chút nhưng mà không đáng kể. Cảm biến của nó xử lý khá là tốt. Trong khi ở 37 Mark II này, các bạn có thể thấy này, các chi tiết đường viền bắt đầu nhòe này. Mình sẽ thử lên chữ. Các bạn thấy A73 nó thể hiện, nó xử lý tốt hơn so với A72. Đây là khi mình zoom vào 200% nhé. Còn khi mình để lại ảnh gốc này, đó, như các bạn thấy, thật khó mà phân biệt được. Mình nghĩ là 19,5 và 110, 9,5 và 10 thật là khó mà để mà phân biệt được, trừ khi chúng ta zoom vào 200%, zoom vào rất là gần như thế này mới thấy được. Và đây là kết luận của mình sau bài review. Nếu mà bạn là một người hướng tới một chiếc máy ảnh làm dịch vụ quay chụp cường độ 50-50, bạn hướng tới một cái chuyên nghiệp luôn ngay từ đầu, bạn hướng tới một chiếc máy xịn với khả năng bắt nét nhanh, quay tốt và chụp cũng tốt, lời khuyên của mình là bạn lựa chọn A73. Và một điều quan trọng nữa là A73 nó có cái dynamic range rất là lớn. Khi bạn chụp thiếu sáng một chút ấy, thì các bạn có thể lấy được chi tiết của những cái vùng tối khá là nhiều hơn so với A72. Quả thật A73 nó là một công nghệ mới mà. Máy thì nó ra đời 4 năm rồi nhưng mà giá của nó không bị đau quá là nhiều. Giá của nó vẫn rất khá là cao. Nhưng mà sự thật thì cái giá của nó cũng... Đối với người mới hoặc những anh em chơi thì nếu bạn chỉ chuyên chụp ảnh, chỉ làm những công việc liên quan đến chụp thì mình nghĩ A72 là một sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Bởi vì mình đã gặp nhiều anh em chơi ảnh thì người ta sử dụng A72 rất là nhiều năm rồi và người ta cũng chưa có ý định lên A73. Người ta không có ý định quay video, người ta chỉ chụp và chụp. Với chiếc A72 sắm thêm một chiếc lens xịn nữa cũng là một sự lựa chọn rất là tốt. Bởi vì bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều. Với chiếc máy này vào khoảng 35 cho đến 38 triệu, trong khi A72 bạn chỉ mua với giá khoảng 15 cho đến 18 triệu. Cái số tiền dư ra khoảng 15 đến 20 triệu để mua body A73 này, thì bạn có thể mua A72 kết hợp với một chiếc lens, ví dụ như dai 24-70, hoặc có thể mua thêm một lens nữa. Hoặc bạn có thể mua A72 này cùng chiếc lens khá là xịn sò là Sigma 24-70 f2.8. Đây là một chiếc lens khá là khủng. Và cái nước ảnh mà bạn in ra, ảnh cưới in ra, kể cả chụp bằng A72 nó vẫn phát huy tác dụng. Bởi vì cái độ nét của lens kết hợp với body full frame, chỉ cần đến A72 bạn hoàn toàn có thể sử dụng để làm dịch vụ chụp thông thường nhé. Còn cá nhân mình thì sao? Có thể các bạn sẽ thắc mắc là ý kiến cá nhân của mình, quan điểm cá nhân của mình sẽ lựa chọn máy nào trong hai máy này đúng không? Mình chọn A73 bởi vì cái khối lượng công việc quay của mình với chụp ấy, nó là 65% mình quay và 35% là chụp, cho nên mình sẽ ưu tiên A73 bởi vì mình quay rất là nhiều. Quả thật nếu mà mình chỉ là một nhiếp ảnh gia thì mình sẽ chọn A72 bởi vì giá của nó khá là mềm với một công nghệ như vậy. Hy vọng là cái video của mình sẽ giúp các bạn đang phân vân lựa chọn body A72 hay 373, các bạn có thể cân nhắc. Về những chiếc máy ngày hôm nay thì mình được tài trợ bởi máy ảnh Ninh Bình. Mình sẽ để đường link ở dưới với cái logo. Các bạn quan tâm đến những sản phẩm này, các bạn có thể xem ở những đường link và inbox trực tiếp với shop nhé. Và hơn nữa ở máy ảnh Ninh Bình có chế độ bảo hành khá là tốt. Và nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại ở phần comment bên dưới video nhé. Mình đã trải nghiệm những chiếc máy này trong một thời gian, mình sẽ trả lời những câu hỏi đó của các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy like, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video nào về review về lens, đồ quay phim hoặc là dựng phim trên kênh YouTube của mình nhé.